Sư mụ Trần Đại Quang, bài viết của nhà văn Tạ Duy Anh. Tôi phải xin lỗi người quá cố là tôi không có ý định đi viếng mộ ông, nên dùng từ xem mộ. Tôi chỉ có nhu cầu xác minh một sự thật. Khi ông Trần Đại Quang từ trần, rộ lên vô số tin đồn khác nhau về khu mộ được ông chuẩn bị trước ở quê là xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Một tờ báo chính thống hé lộ nó rộng hơn 3 hectare, nhưng ngay sau đó phải rút xuống. Mạng xã hội đưa ra các con số khác nhau, dao động từ 5 đến 6,4 hectare. Ngồi ăn trưa tại một nhà hàng gần Bộ Giáo dục, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, phó giáo sư Đỗ Ngọc Thống, nhà thơ Dương Thuấn và tôi cùng cho rằng chuyện này không thể cứ nói lấy được, mà cần có một sự chính xác tuyệt đối trước khi đưa ra bất cứ đánh giá nào. Quan trọng là khi sống, còn khi về với cát bụi thì nấm mộ chỉ là chỗ vùi xương cốt. Tôi đã từng thấy mộ một vị tổng thống Hoa Kỳ nằm dưới gốc cây sồi, trong khu đất nhỏ, bên cạnh là mộ những người dân bình thường. Năm 1989, tôi về Đồng Bẩm, Thái Nguyên, đúng vào hôm mùng 1 âm lịch, thấy cảnh tượng lạ. Trong những gốc cây đa, trong các hốc đá, hay bất cứ nơi nào có thể đặt bát hương, đều có những que hương cháy đỏ lòe. Hỏi ra mới biết người dân vùng ấy thờ trộm bà Nguyễn Thị Năm. Nói thờ trộm vì không được thờ công khai. Điều đó cho thấy một người sống trong lòng dân thì thậm chí chẳng cần phải có mộ. Chúng tôi cùng cho rằng người dân thường chỉ cần 3 mét vuông. Một vị chủ tịch nước nếu nhân số đó với 100 lần, tức là khoảng 300 mét vuông, đã là một con số kinh hoàng. Nhất là vị chủ tịch nước ấy từng thể suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, chiến đấu hy sinh cho nhân loại, cho giai cấp cần lao, không màng vinh hoa bổng lộc. Sống đã thế, chết về với cát bụi thì lại càng phải giản dị. Sống đã hy sinh vì dân, lo trước dân, hưởng sau dân, thì chết đi. Lẽ nào những lời đồn đại chỉ vì ngôi mộ mà khiến cho hàng trăm người dân vĩnh viễn qua các đời không có đất cấy trồng? Chúng tôi bèn hẹn nhau sẽ về tận nơi xem thực hư tin đồn đến đâu. Có thể nhiều người ghét chủ tịch nước, ghét gia đình ông nên nói vui cho ông như vậy. Nhưng từ khi hẹn nhau đến lúc có thể thực hiện vượt tròn 1 năm. Chúng tôi gồm có phó giáo sư Đỗ Ngọc Thống, nhà thơ Dương Thuấn, hai người bạn lính của tôi và cuối cùng là tôi. Thời tiết khá đẹp, đường đi khá thuận lợi, Google Maps chỉ dẫn tận tình. Hóa ra ông phó giáo sư không chỉ trực ngôn khi bày tỏ ý kiến, mà còn rất nghệ sĩ khi vặn vô lăng. Sau khoảng 2 giờ xe chạy, chúng tôi vào địa phận xã Quang Thiện. Từ xa, chúng tôi đã dễ dàng nhận ra khu mộ chủ tịch nước, nhờ ở những cây si hay họ si gì đó, với một kiểu tán không thể lẫn với bất cứ loài cây nào khác hiện có ở địa phương. Những bức tường thấp chạy quanh cả 4 cạnh hình chữ nhật, ngăn khu mộ với phần đất nông nghiệp còn lại. Chúng được chia ra làm 3 phần, đánh dấu bằng 3 cây cầu bắc qua con mương chạy qua phía trước khu mộ, rộng chừng hơn chục mét. Đoạn mương thuộc về khuôn viên khu mộ được kẻ rất đẹp, rất công phu, còn lại vẫn là bờ đất. Mộ chủ tịch nước là một cái vòng tròn, xây bao xung quanh, còn lại bên trong đắp đất và trồng cỏ, có vẻ còn tạm bợ, với đường kính trên 10 mét. Thực lòng, trong đời tôi chưa thấy cái mộ nào to như vậy. Tôi biết bạn đọc đang sốt ruột, vì thế tôi nói rất nhanh. Chiều dài của khu mộ dọc theo con mương kẻ đá trên dưới 600 mét. Những người đưa thông tin 640 mét là do họ gộp cả phần đất còn lại của người dân, hiện nằm bên ngoài ranh giới với khu mộ. Việc sắp tới nó có bị giải tỏa để khu mộ hoàn hảo hơn hay không thì chúng tôi không được biết. Còn chiều rộng kéo từ bờ mương đến phần tiếp giáp ruộng lúa thì khoảng 100 mét. Tóm lại, tính khiêm tốn thì khu mộ chủ tịch nước rộng khoảng 55.000 mét vuông, tức là 5 hecta rưỡi, tương đương với khoảng 15 mẫu Bắc Bộ. Thôi, khỏi phải cãi nhau. Trước khi ra về, chúng tôi nhập vào mấy người từ nơi khác đến, cũng thắp hương cho ông Trần Đại Quang như thắp hương cho một người quá cố có mộ nằm chơ vơ ven đường. Mát ruột nhất là được nhận những nụ cười rất tươi của mấy cháu công an làm nhiệm vụ tại khu mộ. Cư dân mạng xã hội xôn xao khi hôm 23 tháng 9,
Mạng báo VN Express đưa tin chi tiết về khu an táng ông cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, rộng khoảng 2-3 hecta, nằm trên cánh đồng ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Công trình được gấp rút thi công và người dân không được đến gần mà chỉ có thể quan sát từ xa, việc ghi hình bị hạn chế. Trong khi đó, theo Nghị định số 23 của Chính phủ, ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2016, thì điều 4 quy định rõ về diện tích của mỗi phần mộ, diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chung cất một lần tối đa không quá 5m², diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ cắt táng tối đa không quá 3m². Vậy phần mộ của ông Trần Đại Quang rộng tới 2 hecta, tương đương hơn 20.000m², tức là rộng gấp 4.000 lần theo quy định của Chính phủ. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với RFA. Hiện nay chỉ quy định cái diện tích để xây mộ thì là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chứ không có cái quy định chung ở trong luật. Thế thì an táng ý là thuộc tỉnh nào thì tôi cho rằng là cần phải xem xét cái quy định của tỉnh đó, xem là diện tích mộ là bao nhiêu. Đây là một cái quy định mà để tiết kiệm đất đai. Trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Trần Vũ Hải phản đối mạnh mẽ hôm 24 tháng 9 bằng lời đề nghị Trung ương Đảng sớm ra nghị quyết từ nay trở đi, cấm các đảng viên và gia đình đảng viên, cấp lãnh đạo, ủy viên Trung ương Đảng, hàm thứ bộ trưởng, tướng lĩnh, kể cả về hưu, xây dựng lăng mộ có khuôn viên quá 50m², kể cả cho cả gia đình, và yêu cầu phải hỏa táng, xây lăng mộ, nếu muốn xây, trong nghĩa trang theo quy hoạch. Ai không thực hiện, không tổ chức lễ quốc táng hay lễ tang cấp nhà nước, mà kỷ luật tước mọi chức vụ kể cả sau khi chết. Với vai trò là một người dân trong nước, khi nghe thông tin lăng mộ cố chủ tịch Trần Đại Quang được xây dựng hoành tráng như thế, giáo sư Đặng Hùng Võ chia sẻ với RFA quan điểm của mình. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng nội dung của con người là quan trọng. Thức kể cả hình thức nhà cửa mình đang sống cũng như là hình thức cái ngôi mộ mà mình sẽ an táng đều là không quan trọng. Thế chính vì vậy mà trong bất kỳ trường hợp nào, theo quan niệm của tôi thì tôi vẫn cho rằng là đánh giá con người đó thì đừng đánh giá bằng hình thức, mà hãy đánh giá là những cái gì anh ta để lại cho cuộc đời này điều quan trọng hơn cả. Cũng theo bài báo của VN Express về khu xây lăng mộ của cố chủ tịch nước, thì khu đất này trước đây là cánh đồng lúa của người dân, nhưng đã được hợp thửa, rồi sau đó sang ủi, đổ đất đá làm nền và trồng cây xanh từ mấy năm trước. Theo Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, thì nghĩa trang phải được quy hoạch và việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang phải tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường. Vậy khu đất nông nghiệp là dùng để xây quần thể lăng mộ cho ông Trần Đại Quang có tuân thủ nghị định hay không? Luật sư Hà Huy Sơn nói với RFA. Luật đất đai hiện hành chỉ có quy định là nếu mà đất trồng lúa, tức là đất nông nghiệp ấy, chuyển đổi sang làm xây nghĩa địa, nghĩa trang như trường hợp của ông Trần Đại Quang ấy, thì nó phải có cái quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Mà việc chuyển đổi này nó phải có cái quy hoạch, tức là có cái kế hoạch sử dụng ruộng đất nó phù hợp với thực tế, chứ không phải là cứ thích xây nghĩa trang ở đâu thì xây nghĩa địa ở đâu thì xây. Cũng theo luật sư Hào Huy Sơn, thì việc chuyển đổi phải quy hoạch theo kế hoạch 5 năm một lần được Quốc hội phê duyệt cho từng tỉnh, và thủ tục chuyển đổi chỉ trong 30 ngày là xong. Nhưng nếu người ta làm thủ tục chuyển đổi chỉ trong 1 phút cũng không trái với pháp luật, nhưng ông nhấn mạnh. Cái vấn đề là cái lăng mả của ông Quang ấy, nó xây ở đấy nó có phù hợp với cái quy hoạch của tỉnh với cái huyện Linh, cái tỉnh Linh Bình hay không thôi. Cái vấn đề pháp lý đặt ra thôi. Ngoài việc xây lăng mộ phải đúng chỗ chứ không phải muốn xây ở đâu thì xây, việc dùng đất vốn là đất nông nghiệp của người dân để xây mộ cho ông Trần Đại Quang lại liên quan đến luật đất đai. Giáo sư Đặng Hùng Võ nhận định. Theo luật đất đai thì nếu mà xây lăng mộ thì phải là đất mà thuộc người ta có cái tên gọi loại đất, đấy là đất nghĩa trang, nghĩa địa. Thế thì nếu mà dùng đất nông nghiệp để xây thì chắc chắn là nó phải làm một cái thủ tục, tức là chuyển mục đích sử dụng đất từ cái đất nông nghiệp đó để sang đất nghĩa trang, nghĩa địa.
Và cái điều thứ hai nữa là theo quy định của pháp luật là cái việc chuyển đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Tất nhiên ở đây thì tôi cũng không hiểu là cụ thể việc đó là như thế nào, nhưng mà theo pháp luật thì là như vậy. Chính sách pháp luật về đất đai của Việt Nam lâu nay bị cho là có nhiều bất cập, nhất là trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đó là nguyên nhân dẫn đến những trường hợp khiếu kiện lâu nay trên cả nước. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường, từ năm 2005 cho đến 2007, mỗi năm trung bình có 10.000 lượt đơn khiếu nại đất đai được gửi đến Bộ. Từ năm 2008 đến năm 2011, trung bình có 6.000 lượt đơn. Từ năm 2012 đến năm 2016, trung bình mỗi năm là 4.000 lượt đơn. Đến năm 2017, vẫn còn khoảng 3.500 cho đến 4.000 lượt đơn thư khiếu nại về đất đai.